YouTube phát ngôn sai sự thật trong livestream của bà Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng. Sau khi công an và thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với chủ kênh YouTube Long Ngô, người này đã bị phạt 7,5 triệu đồng về phát ngôn sai sự thật. Ngày 26 tháng 11, đại diện Công an tỉnh Bình Dương, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với ông Ngô Thanh Long, chủ kênh YouTube Long Ngô, 36 tuổi, thường trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, làm nghề kinh doanh trên mạng. Ông Ngô Thanh Long bị mời làm việc liên quan những phát ngôn trong buổi livestream phát trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương, vào ngày 14 tháng 11. Sau buổi làm việc, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Long vì đã cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Số tiền phạt vi phạm là 7,5 triệu đồng. Trước đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết qua theo dõi trên mạng và tiếp nhận thông tin từ báo chí, Cục nhận thấy ngày 14 tháng 11 bà Hằng tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại khu du lịch Đại Nam, được phát trực tuyến trên mạng qua nhiều kênh Facebook, YouTube. Trong các phát ngôn của khách mời tham dự buổi giao lưu livestream có nội dung cho rằng báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam nên yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác minh, xử lý.